Kính thưa cộng đoàn phục vụ, tâm tình mà chúng ta tất cả mọi người hiện diện trong thánh lễ này dâng lên Chúa, tâm tình đầu tiên đó là tạ ơn. Thánh lễ hôm nay thánh lễ tạ ơn Chúa vì Chúa đã thương đến những người con cái Chúa ở giáo họ Thanh Hoa này, một giáo họ đã tồn tại trên 100 năm, từ năm 1883. Đức tin khi được gieo trên mảnh đất này vẫn còn đó, đang trổ sinh những hoa trái tuy rằng là ít ỏi. Tâm tình tạ ơn Chúa đó không chỉ được gói gọn trong việc cử hành hiến tế tạ ơn, đấy là tên gọi của thánh lễ. Nói chung, thánh lễ là một hiến tế tạ ơn. Luôn luôn trong mọi thánh lễ được cử hành thì hội thánh đều tạ ơn Chúa, và cái kinh nguyện thánh thể cũng được gọi là kinh nguyện tạ ơn. Như vậy anh chị em thấy tâm tình tạ ơn Chúa nó được bàn bạc trong các cử hành phục vụ, và đặc biệt trong thánh lễ khánh thành làm phép ngôi thánh đường này. Nhưng không phải là chỉ nói lên với Chúa lời tạ ơn, lời đội ơn, lời biết ơn, cũng như nói với nhau lời cảm ơn. Cảm ơn cha xứ, cảm ơn tất cả anh chị em thuộc giáo họ Thanh Hoa, cảm ơn các ân nhân xa gần đã góp công, góp sức, góp của để mà xây dựng ngôi thánh đường đẹp đẽ này. Mà chúng ta phải biến những lời cảm ơn, lời biết ơn Chúa, đội ơn Chúa đó ra hành động. Vậy tôi xin gửi đến anh chị em hai cái việc thực hành để nói lên lòng chúng ta tạ ơn Chúa. Cái tâm tình thứ nhất, trong bài tin mừng chúng ta nghe nói đó, phần tôi, lời chính Chúa Giêsu nói, phần tôi một khi được dương cao lên khỏi mặt đất ở trên cây thánh giá đó, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Phần tôi một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tức là cái chết trên thập giá của Chúa đó, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi có nghĩa gì? Thưa, trong thư gửi cho Timôthê, thánh Phaolô đã xác định Thiên Chúa muốn cứu độ hay là cứu rỗi tất cả mọi người, không phải chỉ một số người mà là tất cả mọi người. Cho nên cái tâm tình thứ nhất mà chúng ta muốn dâng lên Chúa cùng với lòng tạ ơn đó là chúng ta hãy ý thức cái sứ mạng loan báo tin mừng, đem ơn cứu độ đến với mọi người. Ở trong bài đọc thầy chú cũng nói đến ánh sáng, thế thì gợi cho tôi để chia sẻ với anh chị em chính lời Chúa Giêsu rằng các con là ánh sáng thế gian. Trước hết Chúa nói Ngài là ánh sáng thế gian, và bây giờ Ngài cũng muốn cho chúng ta là ánh sáng thế gian. Sự sáng của các con phải chiếu rãi ra trước mắt mọi người để họ xem thấy những việc các con làm mà ngợi khen cha các con ở trên trời. Cái câu đấy cũng được hiểu trong cái viễn tượng là loan báo tin mừng đó. Chúng ta loan báo tin mừng bằng lời, bằng lời Chúa. Chúng ta làm sao để xác định được lời Chúa và sẵn sàng mà nói lời Chúa lại cho anh em. Đó là đúng nghĩa với việc loan báo tin mừng. Nhưng đồng thời chúng ta cũng còn loan báo tin mừng bằng đời sống của chúng ta, đời sống của những người Kitô hữu, những người tín hữu, những người con Chúa đó. Chúng ta hãy sống thế nào, tốt đẹp như thế nào, bác ái, nhân từ, hiền hòa, tha thứ, nhịn nhục, để qua đó làm chứng cho Chúa Kitô, cho đạo chúng ta. Sống được như vậy thì quả thật là ánh sáng của chúng ta đang chiếu rãi ra trước mắt mọi người đó, để họ xem thấy việc chúng ta làm
mà ngợi khen Cha chúng ta ở trên trời. Hôm nay đến với anh chị em giáo họ Thanh Khoa cũng như giáo xứ Vạn Lộc, tôi cảm kích vì tấm lòng đạo đức của anh chị em, về đức tin của anh chị em. Tôi có hỏi cha xứ để biết chắc chắn thì ngài nói rằng anh chị em giáo họ đây sống nghề trải lưới, rồi bây giờ rời lên đất liền, anh chị em sống đạo tốt lắm, đạo đức lắm. Ước ao làm sao để cái việc sống đạo đức của anh chị em đó như thể là một ánh sáng để mời gọi những người khác đến với trạm đạo Chúa với chúng ta. Và xin anh chị em cũng bằng đời sống của mình, đời sống tốt lành, nhân ái, hiền hòa, tha thứ, nhịn nhục, kể cả chấp nhận những bất công, những thua thiệt ở đời này, rồi phát thánh giá, tức là chấp nhận những cái khổ đau ở trong đời sống của chúng ta. Bởi vì biết rằng anh chị em ở đây đời sống kinh tế vật chất cũng chỉ là mới vừa đủ ăn, có khi còn thiếu, chứ chưa phải là được phong phú giàu sang qua những cái đau khổ của đời sống con người. Mà chúng ta đón nhận nó thì chúng ta làm chứng cho Chúa. Tôi mời gọi anh chị em giáo họ Thanh Khoa lưu ý đến cái nghĩa vụ, cái sứ mạng loan báo tin mừng. Làm sao để mỗi ngày có thêm những anh chị em đồng bào chúng ta ở chung quanh đây mà chưa biết Chúa là ai. Thật sự ra Chúa là đấng đáng yêu mến, đáng tôn thờ, mà họ không biết Chúa là ai. Vậy anh chị em làm sao để cho họ hiểu Chúa là ai, đạo chúng ta là thế nào, để cho người ta cũng cảm mến đạo chúng ta chứ. Tôi nhất định rằng là một khi người ta đã được biết Chúa cho đúng và đạo chúng ta cho đúng thì người ta sẽ bị hấp dẫn để mà đi theo, để mà tôn thờ Chúa, để mà đến với hội thánh chứ. Và điểm thứ hai, để có thể làm chứng cho Chúa loan báo tin mừng, đòi hỏi chúng ta có cái sự kiến thức hay là sự hiểu biết rõ ràng về đạo Chúa. Tôi đặt một câu hỏi với anh chị em, giả sử bây giờ đi ra đường, vào chợ, đến học đường, đến nơi làm việc vân vân, có những người đặt với anh chị em chúng ta một câu hỏi: bạn ơi, xin bạn nói cho tôi biết về Chúa của bạn đi, về Chúa Giêsu, về Thiên Chúa, về đạo của bạn đi. Anh chị em chúng ta có vững lòng tin, có mạnh dạn và có hiểu biết để mà nói cho anh chị em được biết một cách xác đáng không? Hay là anh chị em từ chối, ngậm miệng và có khi là đưa đẩy, nói là thôi thì để bữa nào tôi dắt anh đến gặp ông cha, tôi dắt anh đến gặp mấy bà sơ, tôi dắt anh đến gặp mấy anh chị giáo lý viên, họ sẽ nói cho. Còn tôi không dám nói. Không, anh chị em ơi, chúng ta tất cả phải làm sao để có thể mạnh dạn, tự tin, quyết đoán để nói về Chúa, giới thiệu Chúa cho anh chị em đồng bào chúng ta chứ. Chúng ta không được phép thoái thác, từ chối trước cái nghĩa vụ này. Và thư thánh Phêrô cũng khuyên chúng ta như thế này: anh em hãy sẵn sàng trả lời cho những ai thắc mắc về niềm hy vọng của anh em. Đấy, thánh Phaolô, thánh Phêrô khuyên anh chị em đó, hãy sẵn sàng trả lời một cách thỏa đáng cho những người thắc mắc về niềm hy vọng, về niềm tin, về đạo của chúng ta. Nhưng phải làm một cách hiền hòa. Đấy, thế thì để có thể nói về Chúa, chúng ta là ý thức rằng chúng ta phải hiểu biết Chúa, phải học hỏi lời Chúa, giáo lý,
Và tôi nói thêm, phải có cả một cái văn hóa của xã hội, của con người, tức là các cái kiến thức ở đời. Tôi nói điều ấy là bởi vì ngày mai đây, ngày mùng 3 tháng 9 trên toàn quốc, tiếng trống khai trường sẽ vang lên để bắt đầu một niên khóa mới. Ở Đại chủng viện Vinh Thanh chúng ta cũng vậy, Tiền chủng viện cũng vậy, Học viện Liên Dòng cũng vậy, sẽ khai mạc một niên khóa mới trong vài ngày tới đây, trong tuần lễ này. Thế thì cùng với cái việc học giáo lý, hôm nay ở đây có cha giám đốc, cha đặc trách về cái ban giáo lý của giáo phận. Tôi trao đổi với ngài, ngài cũng rất là trăn trở vào cái ban giáo lý của địa phận, hết sức là nỗ lực làm sao đây để có cái chương trình học và dạy giáo lý cho thật đúng mực. Vì chúng ta vẫn phải nhìn nhận một điều này, cũng vẫn còn có những cái khó khăn, những cái trở ngại. Mà cái trở ngại khách quan là tại các giáo xứ, các con em của chúng ta và cả người lớn nữa thường là ngần ngại, ngại ngùng học giáo lý. Các em thiếu niên đó, nhiều em coi nhẹ việc học giáo lý và chỉ nghĩ đến cái chuyện sớm đi làm kiếm tiền. Thế thì hôm nay cũng là một cơ hội để tôi gửi đến cộng đoàn phục vụ, các bậc phụ huynh và kể cả các em thanh thiếu niên, ý thức chúng ta muốn nói về Chúa, chúng ta muốn rao giảng Chúa, chúng ta phải biết Chúa, phải biết Chúa, tức là phải học hỏi giáo lý. Mỗi lần đi tham dự thánh lễ, mong anh chị em chú ý lắng nghe những bài đọc lời Chúa, và các linh mục sẽ giảng giải, giải thích lời Chúa để giúp cho anh chị em vừa hiểu biết và rồi thực hành giáo huấn lời Chúa. Có như vậy thì ánh sáng đức tin của chúng ta mới mạnh mẽ, mới sống động, rồi chúng ta mới có đủ tự tin để mà có thể nói về Chúa, giới thiệu Chúa. Chúng ta chỉ có thể nói về Chúa nếu chúng ta biết Chúa rõ ràng. Còn nếu chúng ta biết lờ mờ, mù mờ, chúng ta sẽ ngại thôi. Tôi thông cảm với các bậc phụ huynh, những người từ 50, 60 tuổi trở lên. Có lẽ cái thời trai trẻ của quý vị, giáo phận Vinh của chúng ta gặp bao nhiêu cái khó khăn. Không có nhà thờ, không có cộng đoàn, không có linh mục, không có bí tích. Và việc học hỏi giáo lý thì lơ mơ, sơ sài thôi. Có khi chỉ học thuộc một số kinh nguyện nào đó, rồi giáo lý thì đơn giản, hỏi thưa, trả lời được, thuộc lòng được những kinh nguyện, một số kinh nguyện hoặc là những câu giáo lý căn bản đó thì là được lãnh nhận bí tích thôi. Cho nên có thể vì vậy mà sự hiểu biết của quý ông bà, những người 50-60 tuổi trở lên đó, thì nó sơ sài thôi, chúng ta cũng không có băn khoăn. Nhưng mà đối với con em của chúng ta hiện nay, giới trẻ, chúng ta tất cả mọi người, từ giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, rồi các bậc phụ huynh, phải hết sức lo lắng cho con em của mình có một cái vốn liếng giáo lý vững vàng, đầy đủ, để có thể sống đức tin của mình, cũng như là loan truyền tin mừng đức tin của Chúa. Và bên cạnh cái việc học hỏi hiểu biết về giáo lý thì cũng đòi hỏi cái sự học hỏi hiểu biết văn hóa phổ thông. Tôi cũng trăn trở lắm, bởi vì rất nhiều giáo xứ ở trong giáo phận của chúng ta, ngay cả các bậc phụ huynh, rồi các con em của phụ huynh đó, cũng không tha thiết với cái việc học hỏi văn hóa. Có em bỏ dở việc học từ cấp 2, rồi vào đời. Thưa anh chị em, cái kiến thức đời nó cũng yểm trợ cho cái kiến thức tôn giáo. Hai cái nó song hành với nhau anh chị em ạ. Không thể mà để cái tình trạng một bên là văn hóa đời có thi rất cao, mà cái văn hóa, cái giáo lý hiểu biết Chúa, kiến thức đạo rất thấp, nó lệch. Hoặc là ngược lại như vậy, chỉ học hỏi giáo lý, giáo lý, giáo lý, mà cái văn hóa ở ngoài
ABC thì cũng không có hợp. Cho nên hôm nay nhân dịp sắp khai trường một niên khóa mới cho con em của chúng ta, các học sinh, sinh viên chúng ta, tôi cũng muốn các bậc phụ huynh và các bạn trẻ cũng vậy, hãy ý thức cái việc học văn hóa quan trọng. Người ta có một câu định nghĩa, văn hóa là chìa khóa để mở vào mọi lĩnh vực, kể cả lĩnh vực đức tin, kể cả lĩnh vực tôn giáo. Văn hóa là chìa khóa để mở vào mọi lĩnh vực. Cho nên chúng ta không được phép coi thường cả việc học giáo lý lẫn việc học văn hóa cho con em của chúng ta. Anh chị em không phải để lại cho con cái của mình một đống gia tài vàng bạc tiền bạc, mà anh chị em hãy để lại cho con cái của mình cái kiến thức, cái văn hóa, cái sự học hỏi hiểu biết, để các em vào đời với cái sự tự tin. Tôi được biết rất nhiều con em của chúng ta, và kể cả những người lớn, bây giờ phải rời quê cha đất tổ, đi phương xa làm ăn, có khi ra nước ngoài, hoặc là ở trong nước đi vào miền Nam hay đi ra miền Bắc, đi đến Bắc Ninh vân vân. Chúng ta hãy xem thử coi những người con cái của chúng ta đi làm ăn với cái tư thế như thế nào. Thứ nhất, về mặt giáo lý cũng chưa được chuẩn bị chu đáo, bởi vì các em vào đời sớm quá, chưa xong chương trình giáo lý. Giáo lý vào đời, giáo lý kinh thánh, chẳng biết gì. Thế bao giờ mới học được để mà biết? Nếu không phải là đang trong cái tuổi trẻ, tuổi thiếu niên, tuổi thanh niên, một khi đã vào đời rồi sẽ không có cơ hội để học hỏi nữa. Rồi nhiều khi đi phương xa, ngay cả việc đạo nghĩa cũng rất là chảnh mảng, cũng rất là khó khăn. Bởi vì ví dụ đi qua những nơi mà không có nhà thờ, không có cộng đoàn, hay là có mà là cộng đoàn nước ngoài, mình chẳng hiểu được họ, thì những cái quãng thời gian đó có thể anh ấy, con cái của chúng ta không những là không được bổ sung thêm hiểu biết giáo lý, mà có khi mai một đi nữa. Có những nơi không có cộng đoàn nhà thờ để sinh hoạt, ví dụ qua Trung Quốc, qua Lào, rồi cái với cái giáo lý kiến thức lại thêm cái giáo lý thêm cái văn hóa phổ thông, cái kiến thức xã hội đó, thì nhiều con em của chúng ta cũng mù mờ, cũng chẳng biết gì, bởi vì các em đã rời học đường sớm quá. Tôi có nhận được những cái thư, những cái đơn trình bày vấn đề này, vấn đề kia của những người có khi lớn tuổi, có khi là giới trẻ. Nhưng mà tôi rất trăn trở, bởi vì nhìn vào cái thư, cái đơn chẳng hạn như vậy, nét chữ nguệch ngoạc còn hơn gà bới, rồi câu cú văn phong không coi, chứng tỏ là cái kiến thức, cái sự hiểu biết về văn hóa thôi đó đấy, rất là sơ sài. Chúng ta đang ở trong một cái xã hội, một cái thế giới tiến bộ ghê lắm, văn minh ghê lắm, thì công nghệ thông tin chẳng hạn, bây giờ là cả một cái đại dương mênh mông để hiểu, học hiểu. Mà nếu chúng ta không có nỗ lực vun đắp cái nền móng từ đầu thì nguy hiểm. Hiểu biết không đến nơi đến chốn thì sẽ sử dụng những cái phương tiện công nghệ thông tin mới cũng không đúng đắn. Cách xử sự với nhau mà một người học ít văn hóa hay là thiếu văn hóa, thiếu cái sự hiểu biết đời cũng không ổn đâu. Và càng không hiểu biết về đạo thì lại càng không ổn hơn. Cho nên hôm nay đó, tôi muốn anh chị em biến cái lời tạ ơn Chúa đã ban cho cộng đoàn giáo họ Thanh Khoa đây, ngôi nhà nguyện này, thì chúng ta biến thành hành động. Làm sao để nơi đây là nơi dạy dỗ đức tin cho chúng ta, con cháu chúng ta. Anh chị em đến đây để củng cố đức tin, hiểu biết Chúa ha? Rồi nhờ đó mình mới có thể sống cái đức tin của mình, chiếu rãi cái ánh sáng đức tin của người Công giáo mình một cách tốt đẹp cho người khác được, để hấp dẫn họ được. Và điều thứ hai đó là cái việc hiểu biết, sự học hỏi hiểu biết từ giáo lý đến văn hóa phổ thông. Tôi nghĩ đó là cách để chúng ta gọi là
đáp trả cái ơn của Chúa, tạ ơn Chúa một cách xứng đáng. Sau cùng, anh chị em thân mến, lát nữa đây anh chị em sẽ thấy tôi sức dầu trên bàn thờ này để thánh hiến cho Chúa, để từ nay trên bàn thờ này sẽ chỉ cử hành những nghi thức thánh, thánh lễ, vân vân, chỉ là những cái gì thánh thiện sẽ được thánh hiến. Và cái việc sức dầu này gợi cho anh chị em chúng ta ý thức chính mỗi người chúng ta cũng đã được Chúa sức dầu. Anh chị em có nhớ cái lời ngôn sứ Isaiah, rồi sau này chính Chúa Giêsu một hôm Ngài vào một đền thờ của người Do Thái giáo đó, cũng giống như là nhà thờ của chúng ta đây á, và người ta đưa sách Kinh Thánh cho Ngài. Ngài mở ra và Ngài đọc đến cái đoạn Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó. Tôi xin anh chị em ý thức cái câu đó. Chính anh chị em chúng ta, mỗi người, tất cả, từ anh chị em đây đến các tu sĩ, các linh mục và tôi nữa, tất cả chúng ta đều đã được Chúa Thánh Thần ngự xuống trên mình, và Chúa đã sức dầu cho mỗi người chúng ta để sai chúng ta đi loan báo tin mừng. Và chúng ta chỉ có thể làm được việc đấy nếu chúng ta có một lòng tin cho thật là xác tín, mạnh mẽ, vững vàng, sống động. Chứ còn một lòng tin yếu ớt, mù mờ thì không thể mà sai đi, mà đi loan báo tin mừng. Và việc loan báo tin mừng, tôi xin lặp lại, là chỉ có thể được thực hiện với một sự tự tin, xác tín, nếu chúng ta có một sự hiểu biết về đạo Chúa, về giáo lý, rồi kể cả cái văn hóa phổ thông ở đời, nó cũng hỗ trợ cho cái sứ mạng loan báo tin mừng đó của chúng ta nha. Xin hiệp ý với tất cả anh chị em, tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho anh chị em chúng ta, những người hiện diện trong thánh lễ này. Chúng ta biết tạ ơn Chúa, chúng ta hãy nỗ lực đáp trả lại hồng ân Chúa bằng việc chúng ta sống đạo, sống đức tin, mạnh mẽ, hiểu biết. Rồi chúng ta hãy nhiệt huyết để mà giới thiệu Chúa và đạo cho anh chị em chung quanh chúng ta. Amen.